Như thường lệ thì cuối tuần vẫn là khoảng thời gian dành cho bản tin recap. Tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 thì cũng không có quá nhiều thông tin gì đáng chú ý. Toyota Wigo và Honda City đang là hai cái tên mới nhất vừa mới được lên sóng ở trên Gear Up. Tuy nhiên thì đấy chỉ là khởi đầu cho hàng loạt những video thú vị sắp được lên sóng ở trong tháng này. Anh em hãy cứ chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp và chúng ta hãy đến ngay với top những mẫu xe sắp được ra mắt ngay trong tháng 9. Mặc dù 2023 là một năm ảm đạm nói chung của toàn bộ thị trường xe hơi, nhưng tháng 9 đang được ghi nhận là một thời điểm rất bùng nổ khi chúng ta chuẩn bị có sự xuất hiện của hàng loạt những cái tên mới ở trên thị trường. Và đương nhiên là chuyện tâm linh thì không đùa được, thế nên cứ phải đợi qua tháng cô hồn cái đã. Và phát súng đầu tiên đã được ấn định chính là sự ra mắt của bộ đôi Hyundai Custine và Hyundai Palisade vào ngày 15 tháng 9 tới đây. Nếu như các bạn vẫn chưa biết Custine là mẫu xe nào thì đây chính là chiếc Hyundai Custo đã được đổi tên. Hiện hãng xe Hàn Quốc thì vẫn đang chưa tiết lộ lý do này, nhưng theo một vài nguồn tin lân cận thì việc đổi tên từ Custo thành Custine là để tránh đi một vài những liên tưởng có những suy nghĩ không được trong sáng cho lắm. Hyundai Custine sẽ là mẫu MPV nằm ở phân khúc bên trên so với Hyundai Stargazer nhưng sẽ nằm ở bên dưới so với Kia Carnival. Có nghĩa là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mẫu MPV đến từ Hàn Quốc này sẽ chính là huyền thoại Toyota Innova, cũng đang chuẩn bị được ra mắt vào tháng 10 tới đây. Bên cạnh đó thì Hyundai Custine cũng sẽ được sử dụng khối động cơ 2.0 turbo với một phần công suất đầu ra là tương đối ấn tượng. Việc đây là một sản phẩm liên doanh giữa Hyundai và tập đoàn BAIC của Trung Quốc có lẽ cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều khi mà Hyundai Custine vẫn sẽ được sử dụng nền tảng khung gầm N3 chính danh của tập đoàn đến từ Hàn Quốc. Còn với Hyundai Palisade thì anh em có thể hiểu một cách đơn giản rằng đây chính là một chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản Pro Max. Thật ra thì mẫu xe này đã xuất hiện tại Việt Nam từ khá lâu dưới dạng nhập khẩu tư nhân. Tuy nhiên thì với việc được chuyển sang bán chính hãng thì mức giá dự kiến của Palisade sẽ rơi vào khoảng 1,8 tỷ đồng. Có nghĩa là thấp hơn rất nhiều nếu so với hai đối thủ cạnh tranh chính là chiếc Ford Explorer và chiếc Volkswagen Teramon. Bên cạnh bộ đôi của Hyundai thì bộ đôi của Skoda là Kodiaq và Karoq cũng sẽ được xuất hiện vào ngày 23 tháng 9 tới đây. Như vậy là giờ đây ngoài Peugeot và Volkswagen ra thì chúng ta sẽ có thêm một cái tên cũng đến từ châu Âu và cũng là một hãng xe bình dân. Tuy nhiên thì về đến Việt Nam mức giá có bình dân hay không thì chưa rõ. Tất nhiên là Karoq và Kodiaq không thể nào chiếm được lòng người tiêu dùng trong một sớm một chiều được, nhưng với việc được có xuất xứ từ châu Âu thì chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào việc đây sẽ là một mẫu xe có phần giá trị cốt lõi là tương đối tốt, nhưng như thế là chưa đủ. Ngoài ra thì chúng ta cần phải có option đủ dùng và quan trọng là mức giá phải dễ tiếp cận, ít nhất là dễ tiếp cận với cộng đồng mạng trước đã. Ngoài những mẫu xe xăng thì thị trường xe điện cũng rất sôi động với sự xuất hiện của VinFast VF6 phiên bản thương mại. Đi cùng với đó là bộ 3 xe gầm cao của Mercedes là chiếc Mercedes EQB, EQE và EQS. Video về những mẫu xe này đương nhiên sẽ được chúng tôi gửi tới các bạn ở trong thời gian tới. Toyota Corolla Cross có thể là một mẫu xe rất bình thường ở thị trường nước ngoài, nhưng ở thị trường Việt Nam thì nó lại là một mẫu xe đánh dấu cho sự thay đổi của Toyota từ một hãng xe có thiết kế già nua và trang bị nghèo nàn trở thành một hãng xe có thiết kế trẻ trung và ngập đồ chơi. Và mới đây thì mẫu xe này đã có cho mình lần tăng giá thứ tư kể từ thời điểm ra mắt cách đây khoảng hơn 3 năm về trước. Cụ thể thì phiên bản G của mẫu xe này sẽ được tăng giá thêm 5 triệu đồng, qua đó đưa mức giá lên con số là 760 triệu đồng. Ngoài ra thì phiên bản V và phiên bản HV vẫn sẽ được giữ nguyên với giá bán lần lượt là 860 triệu và 955 triệu đồng. Theo một vài nguồn tin không được đáng tin cho lắm thì động thái tăng giá này của Toyota Cross là để nới rộng thêm khoảng cách so với Toyota Yaris Cross, một mẫu xe gầm cao hạng B cũng sẽ được ra mắt vào ngày 19 tháng 9 tới đây. Toyota Yaris Cross sẽ có mức giá dự kiến là 740 triệu cho phiên bản V và 840 triệu cho phiên bản HV. Như vậy là nếu mẫu xe này ra mắt thì câu chuyện chọn xe thấp bản cao hay xe cao bản thấp sẽ tiếp tục trở thành một chủ đề nóng hổi hơn bao giờ hết. Có những người sẵn sàng bỏ thêm ra 20 triệu để có thể chạm được tay vào Toyota Cross G, nhưng cũng có những người an phận với kích thước nhỏ hơn nhưng lại có Toyota Safety Sense. MG là một hãng xe tương đối phức tạp về mặt nguồn gốc xuất xứ. Hãng xe này thì cũng tương đối phức tạp về mặt nhà phân phối khi mà mới đây thì họ đã dừng hợp tác với Tân Châu để chuyển sang công ty mẹ là tập đoàn SAIC. Và theo một vài nguồn tin thì chiếc MG5 phiên bản số sàn chuẩn bị được ra mắt. Nhưng mà điều đặc biệt ở chỗ là mức giá của mẫu xe này chỉ rơi vào khoảng 350 triệu đồng.
350 triệu đồng cho một mẫu sedan hạng C là một con số mà cho dù bạn có là người có trí tưởng tượng phong phú nhất thì cũng không thể nào có thể nghĩ ra được. Chúng ta sẽ có một mẫu xe về mặt kích thước là ngang bằng với cả Mazda 3 nhưng về mặt giá bán lại còn rẻ hơn cả chiếc Hyundai i10. Và đương nhiên với việc là một phiên bản số sàn thế nên MG5MT sẽ không có một phần ngoại hình ăn chơi như phiên bản hiện hành. Và đi cùng với đó là khối động cơ 1.5 với công suất là 112 mã lực và 150 Nm mô men xoắn. MG5MT sẽ hướng tới tệp khách hàng chạy dịch vụ khi mà nó có rất nhiều những yếu tố phù hợp như việc nó có phần không gian rộng rãi, phần số sàn để tiết kiệm nhiên liệu và đi cùng với đó là một mức giá vô cùng hủy diệt. Thật sự nếu con số 350 triệu đồng này trở thành sự thật thì có lẽ MG5MT sẽ trở thành mẫu xe có giá trị mang lại trên giá tiền thuộc diện top đầu trong thế giới xe phổ thông hiện nay. Thông tin cuối cùng mà tôi muốn gửi tới anh em ở trong số WeGap lần này chính là việc Ford đang có ý định khai tử Escape để thay thế bằng một mẫu xe điện hoàn toàn mới. Thật ra nói là sắp thôi nhưng mà dây chuyền sản xuất Escape phải đến tận năm 2025 mới chính thức được đóng lại. Tôi đánh giá thị trường Mỹ làm ăn như này là hơi chậm bởi vì ở Việt Nam thì Escape được khai tử khoảng gần 10 năm nay. Lý do mà Ford vẫn chưa vội khai tử Escape là do việc mẫu xe này vẫn đang đem lại một phần doanh số là tương đối tốt. Tuy nhiên, việc hãng xe Mỹ không có kế hoạch phát triển cho Escape thì đã có từ lâu. Kết hợp với việc các sản phẩm xe điện của Ford đang liên tục cháy hàng thì việc khai tử các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong chỉ đơn giản là vấn đề thời gian. Và vừa rồi cũng là thông tin cuối cùng mà tôi muốn gửi tới anh em ở trong số WeGap 103. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.